Danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tin từ New York. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa 6 người lãnh đạo dân quân Hồi giáo ở Syria và Iraq vào danh sách đen, trong đó có người phát ngôn viên của quốc gia Hồi giáo. Tất cả 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đã đồng nhất thông qua bản nghị quyết. Cả hai nhóm quốc gia Hồi giáo và mặt trận Nusra đều xuất phát từ Al-Qaeda. Bản nghị quyết thông qua trong ngày thứ Sáu sẽ cấm vận du lịch phong tỏa tài sản, cấm vận vũ khí đối với 6 người trong danh sách đen, trong đó có phát ngôn viên Abu Muhammad al-Adnani của Quốc gia Hồi giáo. Các chuyên viên về Iraq nói, Quốc gia Hồi giáo đang được những đạo trưởng Sunni có ảnh hưởng nhất ở Iraq lãnh đạo. Dân quân Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant hay ISIL đã chiếm thành phố Mosul trong đầu tháng 6, sau đó đã nhanh chóng chiếm miền Bắc, miền Tây Iraq và một vùng lãnh thổ Syria, tuyên bố thành lập Quốc gia Hồi giáo trong ngày 29 tháng 6. Dân quân quốc gia hào giáo đang tấn công vùng tự trị Kurdistan, liên tiếp đánh bại quân đội vùng tự trị Kurdistan, làm cho Hoa Kỳ phải thực hiện các đợt không kích để ngăn chặn và đang gửi vũ khí cho Kurdistan.